Chào anh em nhá. Nhiều người hỏi mình về máy giặt và máy sấy Nhật bãi về như nào. Hôm nay mình đang đứng ở cái bãi này là bãi của anh Vũ tại Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Vũ cũng là một tay buôn sừng sỏ trong cái ngành máy bãi này. Máy của anh rất là nhiều ở đây. Anh ấy buôn đồ này gọi là đồ ve chai nó lâu lắm rồi. Đó. Thì có đến rất nhiều máy mà bán về thị trường miền Bắc ấy, thì đều là máy từ kho anh Vũ ra. Đó. Từ những cái máy nhỏ chân cứng này, máy chân mềm này, máy sấy các loại các kiểu đây thì cũng đều từ đây ra cả. Về giá cả thì mình không bàn tới, bởi vì ở đây họ bán theo kg, có thể bán theo cái tùy, mua nhiều thì rẻ, mua ít thì đắt. Đó. Thế còn máy thì nó cũng do người làm nữa mà. Một cái họ làm họ dọn theo cái mức nào đó. Dọn theo keng này thay hết từ A tới Z thì nó khác. Thế rồi không thay thì chỉ sửa cái hình thức bên ngoài cho nó mới rồi sơn phết tí vào cho nó nhìn cho nó sạch sẽ rồi bán thì nó lại giá nó khác. Đấy, cái người mà dọn có tâm thì nó khác. Còn người dọn để kinh doanh thì nó khác. Thế còn thế nên là những cái có những cái máy nó chênh nhau vài chục triệu là chuyện bình thường. Đó. Thế còn về hiện trạng nó về thì nó cứ như thế này đây. Đó. Đó, nó nằm đây như này. Thế nó nhiều lắm, nhiều chán chả muốn đếm nữa, nhưng thích mua con nào thì chỉ anh ấy có lính ra anh ấy đọc tiền hoặc là đọc lệnh ok thì lên đường. Đấy, đây là một cái video đơn giản thôi để cho mọi người hiểu được là máy giặt Nhật bãi nó như thế nào. Thật ra thì tất cả nó đều là đồng nát như thế này hết. Đấy, nó đồng nát như này, về người ta phải sửa chứ, mà một tiền gà thì ba tiền thóc, tiền sửa cao hơn là tiền mua máy, đó là điều chắc chắn. Bởi vì sao, là ví dụ như là một cái máy giặt bình thường thôi, ví dụ như là một cái máy sấy 7 cân này đấy, ở đây bán cũng phải rơi vào cỡ tầm mười mấy triệu rồi, hay mang về làm cái lời bao nhiêu đâu, cùng lắm thì bán được 20 triệu. Đó. Ở đây con sấy trồng tầng này, cái dòng trồng tầng huyền thoại đây thì trong này là bán cỡ rơi vào tầm 25 triệu, 24-25 triệu một cái. Đấy, nhưng mà đây nó có chạy đâu. Nó phế liệu ve chai thế đấy. Nó chết thì thật ra đây tất cả đồ này toàn đồ bên kia họ vứt đi hết rồi. Việt Nam mình mua về thôi. Đấy. Nhìn thì nó như này đây. Nó còn đồ thì thiếu đồ không nữa chứ, lắm con nó cũng hỏng mà. Đồ nó cũng thiếu. Đấy, nó cứ bẩn thỉu nó tanh bành cái này. Còn về ông nào dọn được thì dọn. Thì bây giờ bỏ ra 20 mấy triệu mua cái máy sấy như này. Về này, bo mạch này, sơn tút này, thay thứ, ghép các thứ. Thế mà không lãi 20 triệu thì chắc nghỉ. Đó, những con này nó bán tầm 35 triệu. Ở trong này bây giờ nó tăng lên tới giá tầm 20-22 triệu rồi, 25 triệu một con nếu còn đẹp. Đấy, cuộc đời, cuộc sống nó không như là mơ đâu. Những con Evo này, con mới thì đắt phết đấy. Nhưng mà bây giờ mũ cũng rẻ mà. Con này là 397 cân này. Con này mua lại của anh ấy giá tầm 40 triệu. Đấy, làm xong con này chắc bán được tầm 60 triệu thì tài quá, thế thì siêu quá. Mọi người còn chơi đắt, chơi lên chơi xuống nên là quay con clip này để cho mọi người muốn mua máy thì tự vào đây mà mua. Đấy, trong này rất là rẻ. Đây dọc quốc lộ 1 luôn, khu này là khu Bình Tân. Máy hơi, máy nén các loại, giặt sấy các kiểu. Đây. Anh nào muốn mua thì cứ vào mua trực tiếp xong về tự dọn hoặc là thuê người khác dọn được. Bình thường như công xưởng mà con Electrolux này này. Con 3240 này ấy. Thì riêng tiền vật tư phụ tùng thay thế vào nó rơi vào tầm khoảng 12-15 triệu. Chân thụt này, bo mạch này, biến tần này. Đó. Xác con này
với cả công nữa. Xác con này hiện tại ở đây anh con 22 cân, à, con 24 cân này anh ấy sẽ bán rơi vào tầm khoảng 40 triệu. Đó. Thì tính ra nó thành 50 mấy triệu rồi. Làm mà không lời thêm 10 triệu nữa thì làm gì, đúng không? Làm một con máy này ấy, mang về có phải rằng là bán được ngay đâu. Mang về ít nhất ấy, 4 5 tháng có máy nằm ở nhà cả năm mới bán được. Đấy, kho đây nhá. Đây mới chỉ là một kho cực kỳ nhỏ thôi. So với cả Tuấn Thành thì không là cái gì hết. Vì Tuấn Thành còn ôm đồm nhiều hơn, ôm nhiều thứ, ôm nhiều máy hơn. Đấy. Nên là đây là một trong kho mà dễ tìm nhất ở khu Bình Tân này. Đấy, các bạn nào mà muốn mua thì đi vào đây mà mua nhá. Nó thuê về dọn cũng được, thế cho nó rẻ. Đấy, thuê thợ dọn ra như con máy sấy này. Con Fuji T này chẳng hạn này. Cái này to xác này công dọn chắc chỉ tầm 5 7 triệu, 10 triệu là chạy ngon lành luôn. Thế nhá. Cảm ơn các bác xem video nhá.